Rồi, chào anh chị em ha. Clip này thì mình cập nhật lại cho mọi người. Vừa rồi bữa nay bot con bot nó mới chính thức nó setup và bắt đầu nó loại nó lọc bớt mem bên channel khi giải, thì mình không biết là có một số anh chị em nào bị lọc nhầm hay không. Tại vì con bot này hiện giờ nó cũng đang trải nghiệm, chúng ta đang 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 đang, đang thực nghiệm cho nên có thể sẽ có lỗi. Thì bạn nào mà vô tình bị lọc nhầm thì xin lỗi, cho mình xin lỗi và các bạn DM lại mình sẽ add các bạn vào để cập nhật lại cái dữ liệu bên trên bot, bên channel khi giải là điểm thứ nhất. Cái thứ hai, hiện tại bên channel khi giải thì đang chỉ có những cái mem đăng ký 6 tháng, tức là tối thiểu đến tháng 12 2024 thì ở lại. Và vừa rồi nó lọc, lúc mà bot nó lọc dữ liệu ra đó, nó báo ra thì mình thấy là có rất nhiều anh chị em đăng ký từ tháng 4, tháng 5, tháng 3, tháng 4 hoặc là tháng 4, tháng 5, và đến bây giờ mình cũng không có lọc các bạn ra. Mình cũng không lọc các bạn ra, bây giờ là tháng 9 rồi. Mình cũng không lọc các bạn ra. Mình cứ nghĩ là mấy anh em cũng chủ động, nhưng mà các bạn này không có chủ động. Các bạn này không chủ động cho nên tôi mới nói với các bạn cộng đồng là cái thị trường tài chính nó là như vậy. Thị trường tài chính nó rất là hiện thực, cứ đụng đến tiền một cái là tự nhiên có những cái nó bơ đi là mất đi cái tự giác à. Cho nên đợt này bot nó lọc rất là nhiều, ha. Rồi hiện tại thì mình đang cái phí mà bên tham gia bên channel khi giải thì hiện tại đang là 40 GDT một tháng. Thực ra cái phí này tôi có nói rất nhiều với các bạn đó là nó chả có bao nhiêu cả, bởi vì cái công sức mà mấy anh em, thứ nhất là mấy anh em admin kèm các bạn, cái thứ hai là các bạn tham gia vào các bạn nhận về nhiều hơn là thứ mà các bạn bỏ ra, nhận về nhiều hơn rất nhiều thứ mà các bạn chúng ta bỏ ra. Đây có liệt kê ra, và bữa nay là ngày 22 tháng 9 thì cái phí của nó là 40 USDT một tháng. Từ tháng 10 trở đi thì tôi sẽ set up cái cơ chế là 50 USDT một tháng và đăng ký một lần là 6 tháng để cập nhật vô dữ liệu, chứ không đăng ký lắc nhắc một tháng hai tháng nó theo dõi nó mệt lắm. Và hiện tại có bot nó theo dõi hết rồi, set up bot theo dõi rồi, cho nên ai đăng ký một năm chứ đăng ký có 2 lần, hoặc là ai đăng ký cứ đăng ký một phát 6 tháng, rồi 6 tháng sau bot nó tự động cập nhật cho các bạn, nó tự động cập nhật. Vậy thì những cái quyền lợi của các bạn đăng ký bây giờ, từ đây còn 8 ngày nữa là tháng 9 đăng ký, là còn mức 40 đô một tháng. Các bạn biết có những cái bạn mà vừa rồi đã đăng ký một năm, lúc đó là cái mức nó chỉ có 20 USDT thôi, 20 USDT thôi, có những bạn đăng ký cả một năm trời, rất nhiều đấy. Và tăng lên dần dần 30 rồi 40, và hết tháng 9 này nó sẽ tăng lên 50. Và tôi chốt một phát, ai đăng ký một lần, không đăng ký cần tháng mà đăng ký một lần là 6 tháng nói trước. Cho nên bạn nào đăng ký thời điểm này thì nhận được nhiều cái quyền lợi ưu đãi hơn. Vậy cái quyền lợi của chúng ta là gì? Thì thông qua clip này tôi nhắc lại được cho mọi người, đầu tiên là chúng ta có hàng tháng đều có những cái nguồn tiền tài trợ từ bên nhà tài trợ Bingit hoặc tài trợ cho chúng ta, và cái tiền này là dành cho anh em bên tham gia thi đua top volume. Và thì cái top volume á, hàng tháng đều có cái chương trình này, chỉ có những cái tháng mà có chương trình tổng Bingit, Bingit tổ chức một chương trình tổng lớn thì cái chương trình cá nhân tập thể của cái trading chúng ta thì không có chạy, thì chạy cái chương trình tổng thường là 3 tháng một lần đó. Giải thích như vậy cho các anh em hiểu. Rồi ví dụ như bây giờ tháng 9 chúng ta bây giờ nè đang chạy là tháng 9 chúng ta là top 1 đang sẽ nhận là 5.000 USDT. Cái tiền này không phải là tiền bonus nha, tôi nhắc lại không phải là tiền bonus. Các bạn rút bán thoải mái, làm gì thoải mái, nhận một phát một và rút làm thoải mái. Top 2 volume là 3.000 USDT và top 3 là 2.000 USDT. Từ top 6 cho đến top 200 sẽ là 20 USDT. Bạn nào mà không muốn nhận USDT này, các bạn có thể nhận sách hoặc là bình giữ nhiệt. Mình nghĩ cái bình giữ nhiệt nó sẽ có giá hơn, tại vì bình giữ nhiệt GT ở bên ngoài hiện giờ nó cũng đã là 700, 700, 800, 900 gì đó rồi. Và cái bình là cái bình nó size nhỏ đó, chứ cái bình mà có tặng là cái bình với cái trading này nó size to nữa, được nghĩ cho hơn theo trên cái số đó. Và ai giữ những cái bình với cái trading nó như là một cái đánh dấu lại là cộng đồng với cái trading, thì sau này sẽ có nhiều cái thú vị nữa. Bởi vì tôi sau này dự cái kế hoạch của tôi là có phát triển về nhiều cái hệ sinh thái, là nó hệ sinh thái cho nó hoành tráng cái từng tháng vậy thôi, chứ thực ra cũng mẹ gì đâu ha. Tôi sẽ làm về những cái ví dụ như những cái homestay ở Đà Lạt, cà phê Đà Lạt và nhiều thứ, và cô đang triển khai dần dần dần. Sau này anh em cứ cầm cái bình đó lên thì xem như cô mời các bạn cà phê, các bạn có việc lên Đà Lạt, các bạn đến cái cà phê cô mở trên đó, các bạn cầm cái bình đó lên, các bạn muốn ở bao nhiêu ngày các bạn uống cà phê thoải mái trên đó. Tôi sẽ mở cái đó, và
mở cái dịch vụ lưu trú homestay, dự kiến là sẽ có 16 phòng ở trên đó. Thì giờ tôi đang có một cái căn là 16 phòng và đang 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 setup lại, thì chắc phải đến giữa năm 2025 mới xong, tại vì những cái này nó xin giấy phép rồi nhiều thứ rườm rà lắm. Thì dự kiến như vậy, nhưng mà các bạn có cái bình đó lên rồi, các bạn cầm bình đó sẽ được giảm 30 hay 50% về cái phí thuê phòng và nhiều cái sau này, cho nên cái bình đó cũng khá quý giá. Và hiện tại cái bình đó cũng không có làm, cũng không có tiếp tục để in thêm, để làm thêm nữa rồi, và nó chỉ ngưng ở số lượng đó. Và bình nó hiện giờ cũng đang cầm có khoảng 42 cái, hồi sáng tôi đếm lại là chỉ cầm còn khoảng 42 cái. Vậy thì những cái bạn mà nằm trong top 6 volume, top volume của tháng 10 đó nha, tháng 9 thì không tính, tháng 10 ở top 6 đến top 200 là mặc định các bạn nhận về 20 GDP rồi, các bạn không muốn nhận 20 GDP thì các bạn có thể nhận về cái bình giữ nhiệt, cái bình nhiệt, hoặc là quyển bộ sách kỷ niệm 5 năm. Thì giờ cũng có nhiều người chưa được nhận cái bộ sách đó, thì tùy các bạn chọn. Đây là cái quyền lợi đầu tiên. Những cái này tôi nghĩ đã là đắt giá hơn 40 đô một tháng rồi. Cái quyền lợi thứ hai là tôi có bố trí cho bốn bốn bạn admin, mỗi tuần như vậy sẽ có tối thiểu 2 buổi kèm thực chiến là tối thiểu nha. Chứ bình thường tôi trực tiếp, tôi là cái người trực tiếp soi kèo hàng ngày, và tôi live, tôi zoom trên channel khi giải, tôi kèm các bạn các để các bạn có những hiểu được cái thế nào là phân tích kỹ thuật áp dụng trong thực chiến, hoặc là một chuyện thế nào là phân tích kỹ thuật áp dụng, làm sao có các bước đi liền và điều chỉnh cái đòn bẩy rồi đánh làm sao để giảm rủi ro đó, nằm trong đây. À, đây là cái giá trị thứ hai mà các bạn đã tham gia vào trên đầu thi giải. Cái giá trị thứ ba là đối với những cái mem hiện giờ đăng ký nè, bây giờ đăng ký vào các bạn, những bạn mà đang trong channel channel Marine luôn á, channel thi giải á, thì các bạn sẽ được duyệt hai cái bộ indicator dùng để đánh Marine, hai cái bộ chiến lược. Hai cái bộ này thì mấy anh em ở bên chúng tôi có ngồi lại hơn 4 ngày, chúng tôi ngồi chúng tôi thảo luận và test và viết lại. Đây là cái bản cập nhật, hiện tại chỉ có hai cái indicator bá đạo này để dùng để đánh, và sắp tới sẽ duyệt cho các bạn xài trong 6 tháng. Ai đăng ký 6 tháng thì dùng 6 tháng, ai đăng ký đến tháng 12 sẽ duyệt đến tháng 12. Đây là cái giá trị thứ ba mà các bạn nghĩ 40 đô các bạn nghĩ là các bạn không kiếm được, không có được hả. Và cái giá trị thứ tư là đợt này em đăng ký một lần 6 tháng thì sẽ được tặng cái bộ lịch 2025. Bộ lịch 2024 các bạn cũng biết rồi ha, sẽ có bộ lịch 2025 trong đó. Ngoài cái bộ lịch này, ngoài dự báo những cái ngày cát tường, những cái ngày cát tường, những cái ngày 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 hắc đạo, những cái ngày cát tường, nó còn dự báo cho các, nó còn note cho các bạn những cái ngày mà có tên phép hay là unlock token, hay những cái ngày mà nói chung liên quan đến thị trường crypto, những cái sự kiện về forex, về crypto, về vương vương may may. Đồng thời sẽ có chi tiết hơn về chiêm tân học cho các bạn ha. Đợt vừa rồi năm ngoái cô làm, tôi chỉ làm có 2 yếu tố thôi. Năm nay cô sẽ làm đến 6 yếu tố, tôi cập nhật lên thêm cho các bạn, nó chi tiết hơn. Ngoài ra trên cái bộ lịch đó thì tôi có edit một số cái nguyên lý về chiêm tân để các bạn vừa học luôn trên đó. Ok ha. Rồi cái quyền lợi thứ năm đó là sẽ duyệt cái tài khoản xem chiêm tân tài chính trên 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 cái trang web coi 369, duyệt theo tháng. Ai đăng ký tháng 12 thì chuyển tháng 12. Ai đợt này vào đăng ký một lần 6 tháng thì các bạn sẽ được duyệt 6 tháng. Và đợt này vào tôi thì và đợt này vào có nói các bạn luôn là đăng ký một lần 6 tháng, nhưng tôi không đẩn đăng ký 1 tháng 2 tháng, hoặc là đăng ký rồi đến tháng 12. À, nếu các bạn đăng ký 6 tháng thì vẫn đặt 40 đô nhưng cho 6. Nếu các bạn đăng ký 4 tháng là đến tháng 12 40 đô nhưng 4 thôi. Nhưng mà từ tháng 10 trở đi là tôi sẽ để là 50 đô một tháng, tôi nói trước. À, rồi, ai đăng ký sớm thì đương nhiên họ sẽ có những cái hỗ trợ tốt, những ưu đãi. Cái quyền lợi thứ sáu là member nào mà đăng ký 1 năm đợt này á thì tôi sẽ duyệt luôn vào bên cái channel vĩ mô. Cái channel vĩ mô ngày xưa tôi có duyệt cho một số anh em vào, nhưng bây giờ tôi không đóng lại, tôi không, chỉ có anh em học viên mới vào cái channel đó thôi. Mấy anh em học viên mới nữa chứ không phải không học viên không là vào, viên cũ 2022 cũng không có duyệt vào nữa, tôi sàng lọc ra cũng duyệt vào. À, tôi cũng chọn mặt gửi vàng tôi duyệt vào. À, đó là channel vĩ mô. Tại vì cái channel vĩ mô này ngoài cập nhật những cái tin tức, những cái bài nhận định vĩ mô của tôi, và tôi còn chia sẻ về những cái góc nhìn, những cái clip ngắn ngắn mà tôi có nói các bạn đó, những cái clip ngắn nói về, chia sẻ về những cái khái niệm về vĩ mô, nó giống như là một cái khóa học cho các bạn. Đó là 6 cái quyền lợi, cho nên thật ra 40 đô một tháng thì tôi không nghĩ đó là nhiều, và các bạn nhận mem tham gia thì nhận về nhiều hơn cái mà các bạn bỏ ra. Ok ha. Rồi đó là tôi chia sẻ lại về cái câu chuyện về tham gia bên channel member, tham gia bên channel bên vĩ mô. À, bên bên lớp bên channel khi giải. Và vì sao cô làm cái channel này? Thật ra cô nói các bạn, thật ra những cái này ngày xưa cô làm free hết đó.
Mà các bạn hiểu tại sao cô phải làm cái này. Tại vì cũng chứng minh cho các bạn thấy nhiều đứa nó chê, có nhiều đứa nó như mấy con linh cẩu rồi, nó ngộ lắm, nó ra câu dữ lắm, nó không lo thân phận nó không lo nó làm gốc bản thân nó cứ lo nó sao người ta không, nó chê nó chửi nó nói các kiểu nha. Nhưng bất kỳ cái trend nào nào cô mở ra nó đều chui trong đó đó. Mà tại vì ngày xưa cô mở miễn phí á cho nên nó chui vô dễ, cho nên đợt này cô phải chơi thu phí chơi chơi chi để những cái đứa mà cầu ngầm trong đó á, cô chứng minh cho các bạn thấy là những đứa cầu ngầm cho nó chê chê nhưng mà nó bỏ tiền nộp cho cô nha để được vô trong đó nha. Nó lạ như vậy, cô thích chơi vậy, cô thích dùng đồng đồng tiền cô chơi, cô đi đùa giỡn với mọi người vậy đó. Cho nên nó cô nói cô mở cái channel này ra, và cái phí này cô nói các bạn thà cô dùng cái phí này, cô thu cái phí này ha, tôi bồi dưỡng cho mấy anh em mặt meme mà hỗ trợ các bạn, nó hay hơn nhiều, nó hay hơn nhiều đúng chưa? Ở đây mấy anh em mặt meme khác họ họ học rồi, họ họ kèm các bạn, và cứ mở cái này là để đánh vào cái thành phần cái tầng lớp mà họ không có điều kiện, họ vào trong những học viên thì ok vào trong đây 40 đô có 1 tháng 40 đô kèm các bạn 6 tháng admin, mấy anh em admin tôi chia ra 4 bạn admin đừng mà kèm các bạn. Đúng không, có thể các bạn không đủ điều kiện để vào những cái, tại sao vào những học viên, vào những học viên các bạn phải phân biệt là những cái người có tài khoản lớn thì ta vào, tại vì tài khoản càng lớn thì cần có một cái người rành cứng chuyên môn, có chuyên môn để kèm các bạn, còn tài khoản nhỏ nhỏ thì không cần thiết phải vào, của nó thẳng vào thật các bạn chỉ cần vào những cái này là kèm phân tích kỹ thuật, kèm cái cách mà đánh marine là đủ rồi. Chỉ có những cái ai các bạn biết cái người mà cầm 300 đô cái người với cái người mà cầm 3.000 đô hay 30.000 đô thì cái cách quản lý vốn nó khác, cái cách đi tiền nó khác, cái hướng đầu tư nó khác, các bạn có hình dung điều đó. Cho nên anh em học viên là hầu như là những cái người mà có cái đầu cơ lớn thì người ta hãy vào, thì lúc đó tôi là cái người mà kèm trực tiếp các bạn đó, và hướng dẫn trực tiếp từng bạn xử lý tài khoản âm này là các kiểu kèm từng bạn. Chứ còn những bạn mà tài khoản bé bé thì các bạn không cần, mà có tạo cái channel này, cái channel thi giải này là để làm gì, để cho các bạn không bị cái đám bên ngoài nó cào lao nó lùa gà, giả cần học mày hết á vô đây admin nó kèm cho, admin nó soi kèo mỗi ngày, anh em admin soi kèo mỗi ngày, kèm mỗi ngày các bạn luôn, hướng dẫn luôn, chả cần đăng ký rep theo thằng nào, chả cần theo thầy bà thằng nào. Và vô trong cái channel mà riêng thi giải này, điều kiện một là các bạn tạo cái tài khoản link rep bên Wiki Trading, tạo ra đóng phí. Một số bạn ở nước ngoài không tạo được cái tài khoản link bên bên Bingit thì không cần thiết, các bạn đóng phí là cứ việc vào luôn, cứ việc vào luôn. Và cô bật đèn xanh, cô làm, cô chơi như vậy là cô nói các bạn là nát hết mấy cái khóa bên ngoài thị trường, nát hết mấy thằng thầy bà bên ngoài, cho còn mày khỏi lùa gà, lùa rep gì đó, chơi lớn rồi đó. À, tôi trời sinh tôi ra là tôi rất thích cà khịa và đối đầu với nhiều người đó, ai bản lĩnh thì đối đầu với tôi vậy thôi, thích chơi, tôi rất thích chơi như vậy đây ha. Đó clip này giải thích rõ hơn về cái mem tham gia bên channel thi giải vừa rồi, các bạn biết, cô lọc ra các bạn biết bên channel thi giải 600 mấy người, mà các bạn biết sau khi con bot nó lọc ra bây giờ nó còn là 249 người, trong đó có rất nhiều tôi không biết là có lọc nhầm bạn hay không, cho nên tôi xin lỗi trước là cái thứ nhất. Cái thứ hai trong đó có nhiều bạn đăng ký từ tháng 3, tháng 4, tôi không mất tích, cô để lại và tháng 4, tháng 5 nữa đó, thì các bạn biết là im 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 gì đó, giả điên gì đó, nhưng mà không sao cả, đối với tôi không 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 sao, nhưng mà cũng muốn chứng minh cho các bạn thấy rõ ràng là thị trường tài chính nó như vậy, nó chỉ có là no money no talk đúng không, cứ đụng cái tiền là bắt đầu nó lòi ra nhiều thứ vui lắm, dù tiền nó không có nhiều đó nhưng nó lòi ra nhiều thứ vui lắm, cho nên tôi thích lấy cái đồng tiền này tôi cho mọi người biết nhiều cái thú vị trong tài chính là như vậy ha. Đó rồi như vậy nha, ba anh em bắt đầu ngày thứ hai sẽ triển khai một số cái mới bên channel thi giải, cho nên tôi gấp rút hôm nay là tôi dùng bot, tôi nhờ mấy anh bên tech lọc xử lý hết, lọc cho sạch bên thi giải xong hết để bắt đầu thứ hai cho đi triển khai nè, ba anh em nha, ok ha, rồi.